Hôm nay thì sẽ mời mọi người ăn măng cục với tụi mình nha. Mình tên là Dân. Còn mình là Mai. Tụi mình là Giang Mai nha. Rồi, mời mọi người nha. Trước tiên thì quả này Mai cũng cắt rồi á. Anh tự hốt đi. Quả này em cắt sẵn rồi á. Như người ta nói thì mỗi một quả măng cục ở đằng sau đít á, nó có bao nhiêu cánh thì bên trong sẽ có bao nhiêu cái nhân luôn á mọi người. Có bao nhiêu cái khứa luôn á mọi người. Không biết nữa, cái quả này thì hồi nãy Mai dục cái đít đi rồi. Hiện tại bây giờ thời tiết nó rất là nóng luôn, thành ra những cái quả mà như sầu riêng nè, mít này hoặc là măng cục á, nó cực kỳ ngọt mọi người ạ. À, thường thường thì Mai thấy mấy bạn ăn mấy hay bóp cái đít và mình đếm cái gì vậy ông nậu. Giống như cái này là 5 khía nè thì sẽ có 5 cái nhánh bên trong cho mình luôn. Thì mọi người hay ha, đúng 5 cái luôn nè, một cái tao chà bá nữa luôn. Anh thấy bóc hay không? Xin không? Bóc đẹp kìa. Hai, mời mọi người nha. Anh ngâm ngang cái này đi. Cái này có 6 cánh nè. Em chỉ cho. Bóc cái đít này không được á thì mình bóc ngang. Đó. Bóc ngang nó nứt như vậy nè, cũng giống như là mình cắt vậy đó. Xong rồi mình dùng hết cái sự mạnh mẽ của một người con gái. Nha, bóc ra. Mà rồi sẽ mời mọi người mấy hạt mắc ca nha. Giỡn. Không được luôn hả? Với sức mạnh của một người đàn ông mà vẫn không bẻ được không? Hạt rất là bùi, thơm, béo và ngậy nữa. Cái khúc bên này, cái vỏ nó dày quá. Hay là trái nó hư à? Thường thường măng cụt nó dễ bị hư lắm mọi người ha. Đây hình như nó hư thiệt. Nó hư hả? Hư bỏ đi ăn trái khác nè. Tình hình là em đánh chén mấy trái rồi đó. Bóp thích là được rồi, bóp mà trái nào nó bơ ra là được. Còn ví dụ trái nào nó cứng nó không được, anh bóp cái đít nào nó mềm là được. À, đít nào cứng cứng là hư. Nè mấy cái đít này nó mềm nè, bóp cái ra luôn rồi. Này là hư. Cái vàng vàng là cái mũ của anh. Không sao. Đúng rồi. Anh làm như nhỏ bé rồi chứ ăn không ăn cục hả? Ừ. Nó là không rất nhiều. Ừ. Mọi người, anh hành mắc ca cứ nhấp vô trong giỏ hàng giúp Mai nha. Một hộp như vậy á là tới 50-55 hạt lận. Siêu nhiều hạt cho mọi người luôn. Mà hạt mắc ca bên Mai á là hạt mắc ca Úc nhập khẩu trực tiếp từ nhà máy. Nên là rất là an toàn về chất lượng và sản phẩm nha mọi người nhé. Mẫu mã cũng rất là đẹp luôn. Mọi người ăn, mọi người cứ nhấp xuống vô đó, mọi người mua hộ em nha. Anh thấy không? Ví dụ như cái nào mà đít mềm á là auto quả đó ngon. Đó, đít mềm là nhìn nè. Cái nào là cái quả nó trắng đẹp. Đúng rồi, đúng không mọi người? Cái nào đít mềm á là nó trắng nó đẹp lắm. Còn mà ít cứng á, ví dụ như cái này đây, bóp vô cái đít nó cứng là nó hư rồi, nó hư luôn. Gỡ cỡ nào thì gỡ nó cũng hư. Còn bóp vô một cái đít nó mềm là nó trắng tinh, thế này là ăn rất là ngon. Anh không bóp đít được hả? Anh cắt đi cho nó đẹp. Mà anh thích bóp đít hay anh thích cắt? Cắt. Ok. Giỡn, không có gì trên. À, mọi người thấy không, bóp được một cái là nó đẹp nè. Không, mấy cái bóp nhìn đẹp. Chứ bây giờ đi ra gãy đi, đâu có gì cắt đâu. Em bóp này em thấy ok hơn á. Cho anh nè, hồi nãy giờ chưa ăn à. Cái trái nào mà anh bóp nó mềm nó bung ra được là được à, nó không được là nó hư rồi. Đó như vậy nè. Cái này thì hình như cũng hư rồi, hối á mọi người. Măng cục này thường mình ăn á, mình mua mình ăn cái sắp sắc hư của nó cũng sẽ có nha. Cái dĩa này 1,5 kg mọi người ạ. Mà đánh chén trong vòng một nốt nha. Đó, thấy không? Mấy cái nó mềm mềm, bóp cái nó ra luôn mọi người. Trắng mướt như vậy nè. Cho anh một miếng nè. Miếng thôi, 50-50. Em ăn rồi. Kỳ vậy? Cái gì đâu kìm, chậm này hết. Ồ,
hết luôn hả? Ừ. Một miếng. Không vậy thôi, ăn nhiều có ký gửi rồi.